Hello, chào cả nhà. Mình chú Phương còn ngủ trong mùng, mình đi vô mình ngủ chú Phương đi cá lưới bắt mớ cá bạn về mình làm mắm nha cả nhà. Bị bên kia cái hầm ngọn qua nước cút nó cũng muốn ngừng cạn hết rồi. Bắt mềm lên. Phương. Phương. Vậy đi cái lưới rồi trời ơi, ba con cá nước cạn hết, nó muốn chết hết rồi kìa. Cái lưới rồi về là mẹ đi làm mắm thôi. Mắm vậy? Mắm mà kéo ba cá lưới lưới chuyện qua đó. Vậy là kéo mà kéo gì nữa? Kéo thì cái thêm mớ để ngoài nước cạn nó chết hết. Mấy giờ rồi? Trời ơi, chưa rồi. Để ngoài nó chết hết. Kéo bắt thêm mớ nữa thôi. Để mà nó chết hết uổng. Đây, chúng ta. Đây là. Đây là cái nhà dòm cái mặt chú Phương. Giờ chuyển hướng mới như vậy coi cái mặt nhăn nó như vậy nha. Đang bạn với em đi đánh răng. Quay coi coi chút xíu thôi mà. Cái gì đâu. Để răng nghe nha. Ôi. Bể đập. Bể đập. Bể đập. Vậy hả? Ra khui hả? Kìa nè. Khui ra tính đập đập bằng đây đặng đặng dí nước lại. Mà trời khui ra tính đâu nó bể đập. Hả? Trời ơi, cái đó ba con cá nó lọt không? Cái cái gì? Cái gì cũng được trơn á. Bỏ cây đó nó cục quá sao không thải? Được không? Cây đó được không? Cái gì cũng được hả? Thôi giờ đi kéo lưới đi. Cái đó làm sao? Hả? Cái đó con không làm gì? Đây đó. Cây đó rồi con làm gì sao được? Được. Làm gì? Con làm là mình không cần phải lội xuống nước luôn. Làm sao? Mẹ cứ chờ đi. Trời, làm gì xem sắt kìm đâu ra dữ vậy trời. Đang chuẩn bị đang làm cái đồ đang vớt cá đang khỏi lỗ xình nha cả nhà. Coi chú Phương chế làm sao mà. Mẹ tin vào khả năng của con không? À, không biết nữa. Tao đã làm thử rồi muốn biết. Chắc cũng tạm thôi ổn ổn mà. Tạo ra một dụng cụ.
Mai Phương đã hoàn thành cái đồ để chúng ta vớt cá rồi nè cả nhà. Dạ thì mời cả nhà cùng theo Phương và mẹ Phương mình đi vớt cá nha cả nhà, thử xem coi nó có thành công không. Nếu như thành công á thì sau này chúng ta muốn vớt cá ở trong một cái hồ nước đã rút rồi thì chúng ta sẽ không cần phải lội xuống dưới sình nữa. Giờ mình đi nha. Phương sẽ dùng một cái dụng cụ mới của Phương mới chế tạo ra nè cả nhà, để mà mình bắt mấy con cá ở trên con mương này nha cả nhà. Mương này hôm nay bơm nước ra cũng cạn dữ lắm, cạn rồi cả nhà. Một vài hôm nữa thôi là cạn nhiều lắm luôn á nha. Ui gọi văng ra ngoài rồi. Ô nha. Ờ, Phương đã bắt được một con cá sặc nha. Và mấy con cá sặc nhỏ trong này nữa nè. Nè nha. Giờ mình sẽ cho vào thao nha cả nhà. Cái mương này á là ở đây là ngay chân chỗ cái sòng máy, một cái sòng máy. Ở đây có cái máy. Cái máy đặt nước bơm nước, cái bơm những cái sòng này bơm ra ngoài sông. Xem nó ụt đây nè, bây giờ Phương sẽ chuyển hướng qua. Tại vì cả nhà biết sao không, khi mà mình thọc cái gỗ này xuống á là nó sẽ bị động á, nó sẽ nhét ngay chân chỗ đó, cho nên mình làm chỉ là 1 đến 2 lần à, mình không có làm nhiều lần được. Rồi bây giờ thì Phương sẽ bắt đầu thử kéo nha. Con đậu con gỗ nữa mà. Con mé nha ơi. Đậu con gỗ nó nhảy sao ta mé. Nó cuối cùng nó biết đường đó, nó nhảy đó. Đem đây thử ta. Đây cái nhà. Đây cái nhà xem hình mã của mình nè. Cả nhà thấy trời nhóc trong gỗ chân luôn đó. Rồi con để nước cho ngủ ngủ cho nó không được, không được. Vậy con bỏ vô sao đi. Bỏ vô sao. Ừ. Cả nhà. Ừ. Ôi mấy con này to quá. Cả nhà. Cái ngô. Cái dũng này quá trời cái ngô. Hết biết không? Cái gô nè. Ôi dính rồi mẹ ơi. Trời ơi. Dữ không? Trịnh đó. Ê, xin lỗi nha. Chúng con trắng này dạ. Đây nè. Đây cái nhà ơi. Ừ. Ừ. Một gỗ luôn nè, trong thao mình còn á. Con thấy thao đây coi. Dạ. Đây cái nhà. Ừ. Dạ. Này cái luôn non không mẹ ơi. Ừ. Cái này mình nuôi được á mẹ. Cái này ha, mình nuôi rồi cái mình đi vậy biết làm sao không bỏ lại nó ngoài ngoài mương đi. Cái gô này nó dễ nuôi lắm cả nhà, cái gô nhỏ này dễ nuôi lắm. Cái gô này mình cho nó ăn tạp, ăn gì nó cũng chịu ăn hết trơn á. Hay là mình bỏ lại trong á, bỏ lại trong mương đó hả? Mình đi gần rồi mình kiếm chuối về mình tập cho nó ăn chay. Trời ơi, con đâu có cây cỏ hay là cái gì con dục con dục xuống dưới được chân á. Dạ. Cây chuối, cây chuối đốn của mình dục xuống cũng được luôn hả? Nó lỡ nó bị tạp cái nhà ơi.
Phi. Nghe nha. Đó, về nhà thấy không? Cái xanh dờn. Con lấy cái tay con ngồi bỏ miếng nước lên chị mình mua cái vô coi. Nghe nha. Thấy ngon không sợ không cả nhà? Cái mương cả nhà dòm rồi. Nhà dòm với cái mương kìa. Chắc là Phương và mẹ Phương ngày mai sẽ đi kiếm thêm nữa cả nhà ơi, về mình mua cái mùng đó cả nhà. Rồi cái mình bỏ nó vô trong cái mùng rồi mình nuôi nó ăn cả nhà. Đó cả nhà thấy nó ụt với mương không? Có gui này cũng dễ nuôi lắm nè cả nhà. Cái mương này nó tàn lan cả nhà, nó không có cái bao ngạn á. Nó không có bao ngạn, nó tàn lan trên lúa á. Vài ngày nữa nó nước muốn cạn rồi, nó còn cái hố ở dưới này không à. Cạn nữa là nó chết hết rồi cả nhà. Giờ mình phải kiếm đường đặng mình nuôi nó mới được. Mình nuôi nó không thôi là mình bỏ nó vô trong mương, trong hồ, cái nào mà có mương nước đồ sâu á cả nhà. Mình cho nó nữa nó con này mấy xíu. Mình cho nó sống đặng nữa nó lớn lên nó nở ra con đồ nữa. Để không thôi nó chết hết. Này chị ơi, mẹ bằng mắm con nào? Hả? Mẹ bằng mắm con nào? Ôi mẹ tính bằng mắm, nhưng mà con bằng mắm con biết làm không, nó phải nhiều mới được chứ ít ít này con đâu bằng được. Mẹ tính đâu là con biết sao ở gần đây hồi sáng mẹ thấy nó phải không? Nó cạn, nó còn cái hố ngay, nó còn cái hố ngay chứng giữa không à. Rồi bữa nay sáng giờ chưa có bơm nè. Rồi bắt đầu nước trên ruộng gõ xuống rồi nó tăng lan ra hết rồi. Mẹ nạ rồi lúc kia hồi sáng thì mới thấy nó cạn. Thôi cả nhà ơi, thôi thành quả của mình nhiêu đây thôi cả nhà. Rồi để là nữa đi. Nữa con đem bẫy lại đây con đặt con bắt cho cá nhỏ mắm. Rồi giờ thành quả của mình nhiêu đây mình sẽ đem số cá này về nuôi mới được cả nhà ơi. Nghe cả nhà. Đây mình đem về mình nuôi cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem video của Phương và mẹ Phương nha. Cả nhà hãy nhấn một like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho hai mẹ con nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp.